Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy trò mình xin chia sẻ cho anh em cái cách tập mà phòng thủ, vừa giúp chúng ta linh hoạt chân, vừa tập tay. Ok, anh em cùng xem là thứ hay thì chia sẻ giúp thầy trò mình nhá. Ok, làm chậm thôi. Ok,